Chào mừng 500 anh em ruột đã đến với channel của Ngọc Ken nhá. Và bây giờ thì Ngọc Ken sẽ mở chuẩn bị mở một con thần thú event trị giá khoảng 30 củ. Và mình sẽ quay đoạn clip này lại để mà đăng lên Facebook cho anh em xem. Đấy, thì anh em nào mà xem được video clip này nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp Ngọc. Ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót video clip của Ngọc khi Ngọc lên sóng. Và đặc biệt là anh em cho Ngọc xin một phút quảng cáo. Bên shop thẻ game Ngọc Ken hiện tại đang là đại lý ủy quyền của công ty Efun. Bên shop Ngọc có phân phối sỉ và lẻ thẻ phân xôi chiết khấu lên 6%. Mọi chi tiết anh em liên hệ vào số điện thoại Zalo 0981007879, hoặc là anh em có thể lên trên website thẻ game 24h.com để anh em mua thẻ tự động ở trên đấy. Thì mình sẽ giới thiệu qua cái giao diện web của mình để cho anh em dễ sử dụng hơn. Thì anh em nhập đúng cái tên website của mình là thẻ game 24h.com. Đấy, anh em nhập vào thì nó sẽ lên cái thông báo này, thì anh em sẽ đọc cái hướng dẫn sử dụng ở đây. Rồi, khi mình sẽ hướng dẫn sơ qua nhanh cho anh em dễ hình dung, thì anh em vào phần nạp tiền. Để anh em vào phần nạp tiền thì anh em chọn cái số tiền để nạp vào tối thiểu là 10.000 nha anh em. Thì anh em bấm vào nạp tiền, ví dụ như mình sẽ nạp vào 10.000 đây. Đó, mình sẽ nạp tiền thì anh em chỉ cần quét cái mã QR này thì nó sẽ hiện đúng cái số tài khoản và đúng cái nội dung. Hoặc là anh em nếu anh em không quét mã QR thì anh em phải copy đúng số tài khoản và copy đúng nội dung thì web nó mới cộng tiền vào cho anh em. Khi nó đã cộng tiền, web đã cộng tiền cho anh em rồi thì anh em tiến hành ra ngoài, anh em vào phần mua thẻ, mua mã thẻ thì anh em vào phần eFunSu đây, thẻ eFun chính đồ đây. Đây, hoặc là anh em có thể nhìn ở trên này cũng dễ hình dung đây. Đây, chỗ mua mã thẻ đây, anh em bấm vào thì anh em sẽ mua thẻ trong này cũng được chiết khấu 6% anh em. Có mệnh giá 20.000 này, 50.000 này, 100.000, 200.000, 500.000 và 1 triệu. Ví dụ như thẻ 1 triệu thì anh em chỉ cần thanh toán có 940.000. Anh em hồi nãy đã nạp số dư vào rồi thì anh em thanh toán qua số dư ví đây. Thì anh em bấm vào thanh toán ở đây, thế là xong. Thì thẻ nó sẽ, web nó sẽ nổi thẻ lên, anh em copy vào để anh em nạp. Ngoài ra thì bên shop Ngọc còn có nạp các game chiết khấu cao. Anh em có thể bấm vào ở đây, những mặt ngoài này thì là những cái game mà nổi bật Ngọc để ra ngoài thôi, vì không để được nhiều anh em. Thì anh em có thể vào phần chỗ nạp game này anh em xem thêm là trong này có rất nhiều game. Nếu như có game nào mà anh em chơi mà Ngọc chưa có update lên trên web thì anh em cứ vui lòng liên hệ vào số điện thoại Zalo 0981007879 thì Ngọc sẽ tiến hành Ngọc nạp cho anh em, từ Vcoin tới nạp sò, nói chung là từ VTC tới Garena tới Soha, tất cả những cái game nào Ngọc đều nạp được hết. Võ Lâm Truyền Kỳ, Gunny, Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, Minh Nguyệt Đao, Thập Diện Mai Phục đang ra, Ngọc đều nạp được hết anh em nhé. Đó, ngoài ra thì anh em cũng có thể nạp thẻ điện thoại, nạp bằng thẻ điện thoại trả sau này, nạp Viettel trả trước này, ví dụ nạp Viettel trả trước này. Đó, thì anh em chọn dịch vụ nạp Viettel trả trước này, để anh em chọn số tiền. Số tiền thì ở đây chiết khấu nó sẽ thay đổi theo từng ngày, như hôm nay thì đang là chiết khấu 6,5 hoặc là 7%, thì anh em chọn như vậy. Rồi anh em chọn cái số điện thoại của anh em, rồi anh em thanh toán qua số dư ví, thế là xong. Đó, Ngọc rất mong là anh em sẽ ủng hộ cái website thẻ game 24h.com. tất tần tật những vấn đề gì liên quan tới game thì website của Ngọc đều update đầy đủ anh em nhé. Game của tất cả mọi nhà phát hành lớn và nhỏ trên thị trường Việt Nam luôn. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì bây giờ mình sẽ về cái vị trí quen thuộc của mình. Mà hôm nay mình sẽ đổi điểm đi. Thì mình hôm bữa mình ở cái điểm đấy mình mở nó hơi đen. Hôm nay mình sẽ về Nam Giao quá đấy. Nam Giao xấu á. Hôm nay kiếm cái chỗ nào Hoàng Thành đi. Đấy, về Hoàng Thành. Hôm nay mình sẽ về Hoàng Thành và mình mở con ngựa. Đây, mở con thần thú Hắc Vân chiến mã đây. Mình đã vừa ăn xong full cái event tiên anh hùng này, full để lấy 19 cái kỷ niệm chương này. Đó, thì bây giờ là mình sẽ mở con ngựa này lên, mở con ngựa này ra, hy vọng là sẽ ra ngựa sức mạnh nha anh em. Hy vọng là sẽ ra ngựa sức mạnh nha. Nói chung là hôm bữa thì mở cho anh Ninh Ca thì chơi trượng mà lại ra ngựa sức mạnh rồi. Hôm nay mình chơi cung thì hy vọng nó cũng ra sức mạnh chứ nó đừng có ra trí lực là toang. Ok, cảm ơn Hùng Ca nha, cảm ơn Hùng Ca đã nhắc nha. Rồi, bây giờ chúng ta làm nha. Bây giờ 19:43, rung quá, bây giờ này có đẹp hay không, nhấp luôn nha anh em. Nhấp luôn, đổi luôn con ngựa nha. Rồi, mình sẽ đổi con chiến mã này. Đấy, sức mạnh nào.
sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh, sức mạnh. Ui, không dám nhìn luôn mọi người ạ. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Con ngựa 30 triệu đây, con ngựa 30 triệu đây. Sức mạnh. Ma thề luôn ạ. Cái gì vậy trời? Vậy là đúng toán rồi mẹ. Chơi sức mạnh thì nó ra trí lực, mà chơi trí lực thì nó ra sức mạnh. Là thế đéo nào không biết, để hồi nãy mình xài mẹ cái trượng nhỉ. Ừ, sao hồi nãy mình không biết, mình chuyển qua set đồ 2 mình xài mẹ cái trượng ta. Mình xài trượng là kiểu gì nó cũng ra ấy rồi. Hay là do mẹ cái lập trình game này nó thấy sức mạnh mình cao, vật công cao rồi nó cho ra trí lực rồi. Má vãi đái. Vãi đái thật. Ninh Ca thì làm quả ngựa, Ninh Ca chơi trượng thì ra quả ngựa sức mạnh, Ngọc Ken chơi cung thì ra quả ngựa trí lực. Ôi giời ơi, Giàng ơi, Giàng làm thế này chết tôi rồi. Bỏ tay thật chứ. Toan thật sự. Ôi ơi, má buồn 5 phút luôn mọi người ơi. Buồn 5 phút luôn á. Mình sẽ ra để mình xuất chiến trong ngoại hình. Sẽ tháo ra đây. Tháo ra. Rồi sẽ vào xài. À, những anh em nào mà mở sau á thì anh em nên chọn. Ví dụ như anh em chơi cung thì anh em thử chuyển qua cái vũ khí là trượng xem nó có ra ngựa sức mạnh cho anh em không. Cái kiểu này thấy nhiều người lắm rồi đấy. Bên S14 cũng có ông chơi cung cũng mở ra trí lực. Ôi trời, toang thật. Đây, ngựa thì rất là đẹp rồi nhưng mà cái dòng thì không đẹp mấy. Ok anh em nhá. À, mình cái đoạn clip để mình mở ra con thần thú nửa vời này là cũng tuy nó không được như ý nhưng mà cũng có cái clip cho anh em xem rồi. Và anh em nào cần mua thẻ thì nhớ lên web thẻgamemaster.com để ủng hộ Ngọc Ken nhá. Còn anh em nào mà cần giao dịch trung gian thì cũng liên hệ với Ngọc luôn. Anh em nhớ lên trên kênh YouTube Ngọc Ken Gaming để anh em theo dõi nhiều buổi phát live hơn nữa nhé.